60 tay chân đầy đủ, 61 tay chân như ý, 62 tay chân đỏ trắng như màu hoa sen, 63 tay chân mềm sạch trơn nhẵn, 64 tay chân có đức tướng, 65 mạch máu sâu chẳng hiện, 66 mắt cá chân chẳng hiện, 67 khi đi chân cách đất 4 tấc mà hiện dấu chân dưới đất, 68 đi như ngỗng chúa, 69 tiến lùi như voi chúa, 70 trụ xứ yên không ai lay động được, 71 tướng cửa tử đầy đủ, 72 oai trấn tất cả, 73 tất cả chúng sinh thấy đều ưa thích, 74 tất cả chúng sinh ác tâm thấy đều vui mừng, 75 tất cả chúng sinh quán sát tướng không hết được, 76 quán sát không nhàm đủ, 77 bốn phía hào quang đều dài một trượng, 78 hào quang chiếu thân mà đi, 79 đồng xem chúng sinh, 80 chẳng khinh chúng sinh. Trong vô lượng thế giới thể hiện thân Như Lai, rộng nói pháp vi diệu, tâm Phật chẳng chấp trước. Thế giới có nhiều không cách chi nói hết được, Phật ở trong mỗi thế giới đều thể hiện thân Như Lai, rộng nói pháp vi diệu, thâm sâu vô thượng, song tâm của Phật chẳng chấp trước, tức cũng chẳng chấp cái ta và chấp pháp, tất cả sự chấp trước chẳng còn nữa. Trí huệ không bờ mé, thấu đạt tất cả pháp, vào khắp nơi pháp giới thể hiện sức tự tại. Trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, cho nên thấu rõ thông đạt tất cả các pháp thật tướng. Pháp thân của Phật vào khắp nơi pháp giới, do đó tận hư không khắp pháp giới, thể hiện sức thần thông tự tại, giáo hóa tất cả chúng sinh. Chúng sinh và các pháp thấu đạt đều vô ngại, khắp hiện các sắc tướng, hết thảy tất cả cõi. Phật đối với tất cả chúng sinh và tất cả các pháp, thảy đều thông đạt mà chẳng có chướng ngại, tức cũng là thông đạt vô ngại. Đến cảnh giới viên dung, Phật hay hiện ra đủ thứ tướng tốt đẹp khắp tất cả cõi nước chư Phật. Muốn cầu nhất thiết trí sớm thành vô thượng giác, nên dùng tâm tịnh diệu tu tập hạnh bồ đề. Muốn cầu trí huệ trí cao vô thượng, sớm thành quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nên dùng diệu tâm thanh tịnh để tu hạnh môn bồ đề. Diệu tâm thanh tịnh thì chẳng có tâm ô nhiễm, tâm điền đảo, tâm vô mình. Nếu có thấy Như Lai oai thần lực như vậy, ở nơi đấng tối thắng cúng dường chớ sinh nghi. Nếu như có chúng sinh thấy được Phật, đó là nhờ đại oai thần lực của Phật, nên ở trước đấng tối thắng Phật rộng tu cúng dường, đừng có sinh tâm hoài nghi. Đây là khuyên nhủ chúng sinh phải y pháp tu hành. Nếu không sinh nghi thì thắng đức của Phật nhất định sẽ gia bị cho bạn, khiến cho bạn đắc được đại trí huệ, tức cũng là cảnh giới khai ngộ, đắc được năm nhãn sáu thông. Bấy giờ Bồ Tát Kiên Cố Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó phương Nam Bồ Tát Kiên Cố Tràng nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để khen ngợi Đức Phật. Phật hơn không ai bằng, thâm sâu không thể nói, vượt khỏi đường lời lẽ, thanh tịnh như hư không. Đức Phật là người thủ thắng nhất, chẳng có ai sánh bằng, tức là nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới nhân gian mình ta tôn quý hơn hết. Lại có thể nói thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả, nghĩa là trên trời dưới nhân gian không ai giống như Phật, mười phương thế giới cũng chẳng sánh bằng. Hết thảy thế gian ta thấy hết, tất cả chẳng có ai như Phật. Cảnh giới vi diệu của Phật là thâm sâu vô lượng, không thể nói, không thể nào nói được. Đã vượt khỏi tất cả con đường lời lẽ, cảnh giới của Phật thanh tịnh như hư không. Ông quán nhân sư tử, sức thần thông tự tại, đã lìa sự phân biệt mà khiến phân biệt thấy. Hết thảy chúng sinh các vị hãy nhìn Đức Phật, Ngài có sức đại thần thông tự tại, đã liệt khỏi tất cả tâm phân biệt và tướng phân biệt, mà khiến cho chúng sinh có tâm phân biệt, luôn luôn thấy được nhân sư tử, tức cũng là Phật. Đạo sư vì khai diễn, pháp vi diệu, thâm sâu, do bởi nhân duyên đó, hiện thân không sánh này. Phật vì chúng sinh khai diễn tất cả diệu pháp, tức cũng là pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, vì muốn khai diễn diệu pháp mới thể hiện diệu sắc thân không thể sánh này. Đây là đại trí huệ, nơi chư Phật tu hành. Nếu ai muốn biết rõ, phải thường gần gũi Phật.
Kinh Hoa Nghiêm tức là đại trí huệ của chư Phật. Thứ trí huệ này tức cũng là nơi chư Phật tu hành. Nếu ai muốn có đại trí huệ thì phải đọc tụng Kinh Hoa Nghiêm, y chiếu đạo lý Kinh Hoa Nghiêm mà tu hành. Tức cũng là hạnh của chư Phật tu. Muốn chân chánh thấu rõ triệt để minh bạch đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm thì phải luôn luôn gần gũi Phật, đừng lìa khỏi Phật pháp, phải siêng năng nghiên cứu đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm. Nói tóm lại, gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, tu hành hạnh của chư Phật tu, chẳng những khi nghe kinh thì phải chuyên tâm để nghe Kinh Hoa Nghiêm, mà lúc bình thường cũng phải chuyên tâm thọ trì Kinh Hoa Nghiêm, như đọc tụng, biên chép, phiên dịch, lễ lại, ấn tống, truyền bá, vân vân. Nói chung, thấy được Kinh Hoa Nghiêm tức là thấy được chư Phật. Nếu muốn thấy Phật thì phải tu trì Kinh Hoa Nghiêm. Ý nghiệp thường thanh tịnh, cúng dường các Như Lai, tâm trọn chẳng nhàm chán, vào được nơi Phật đạo. Ở trong ý chẳng có tham sân si ba độc, đó tức là ý thanh tịnh. Dùng thần miệng ý ba nghiệp thanh tịnh để cúng dường mười phương ba đời tất cả các đức Phật, phát tâm Bồ Đề, rộng tu cúng dường thủy chung chẳng có tâm nhàm chán mỏi mệt. Như vậy lâu dần sẽ vào được Phật đạo mà có cơ hội thành Phật. Đủ vô lượng công đức, vững trụ tâm Bồ Đề, nhờ đó trừ lưới nghi, quán Phật không nhàm đủ. Đầy đủ viên mãn vô lượng công đức mới trụ bền vững tâm Bồ Đề được. Như vậy mới tiêu trừ sạch được lưới nghi hoặc, sẽ quán thấy được Phật mà chẳng bao giờ nhàm đủ. Đây chẳng phải là tâm tham, mà là tâm thiết tha cầu Pháp. Người tu đạo phải đời đời kiếp kiếp lập công, lập đức, lập ngôn. Lập công tức là kiến lập công tích, lập đức tức là thụ lập đức nghiệp, lập ngôn tức là phán lập ngôn ngoạn. Từ ít thành nhiều, từ nhỏ lớn dần, do hữu tận biến thành vô tận, có công đức như thế rồi thì tâm Bồ Đề mới vững chắc, bằng không thì tâm Bồ Đề không thể vững bền được. Ví như có một người hai tâm không cố định, một chân bước lên hai chiếc thuyền, lại muốn đến Giang Nam, lại muốn đến Giang Bắc. Đây tức là tâm Bồ Đề chẳng kiên cố. Cũng có thể nói, một niệm trước muốn đi đến hướng Tây, một niệm sau muốn đi đến hướng Đông. Tư tưởng như thế tức là định lực không đủ, không thể lựa chọn con đường của mình đi. Đây tức là trụ tâm Bồ Đề chẳng bền vững. Gì là tâm Bồ Đề bền vững? Tức là phát nguyện tu đạo, bất cứ gặp chướng ngại gì, nhất định cũng muốn tu đạo. Dù gặp khốn khổ hoạn nạn gì, nhất định cũng muốn tu đạo. Tuyệt đối chẳng thay đổi lời nguyện ban đầu đã phát, cũng chẳng thấy khác, nghĩ đổi thay, biến đổi tư tưởng. Bất cứ là cảnh giới thuận hoặc là cảnh giới nghịch, nhất định phải tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên bền vững tâm Bồ Đề. Nếu bền vững trụ tâm Bồ Đề thì tuyệt đối sẽ chẳng hoài nghi có Phật chăng, có Bồ Tát và A-la-hán chăng, pháp trong kinh Phật nói có thật chăng, kiên quyết tin sâu không nghi. Đó chẳng phải là mê tín mà là chánh tín. Phật là người quá khứ đã lưu truyền pháp bảo lại cho tất cả chúng sinh, chẳng thiếu một chữ nào. Chúng sinh chỉ cần y pháp tu hành thì nhất định sẽ thành Phật. Một số người thường sinh tâm hoài nghi, tu đạo có thiệt thòi chăng, có hy vọng thành Phật chăng? Do đó, phá nghi võng ư trùng trùng, kiến pháp tràng ư xứ xứ. Tức nghĩa là phá sạch mọi nghi hoặc, nơi nơi trốn trốn kiến lập đại đạo tràng, đừng kiến lập đạo tràng nhỏ. Tôi chủ trương Phật giáo phải đoàn kết nhất trí, phải cùng nhau vì Phật giáo mà nỗ lực, đừng có phân biệt tông phái. Thông đạt tất cả pháp, đó là chân Phật tử, người đó biết rõ được sự tự tại chư Phật. Nếu hay gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, lễ lạy Tam Bảo mới có thể thông đạt tất cả pháp. Thông đạt tất cả pháp mới là Phật tử chân chánh. Người đó sẽ minh bạch biết rõ tất cả sức thần thông tự tại của chư Phật là không thể nghĩ bàn. Bậc đại trí nói pháp, muốn vì các pháp bổn, nên khởi thắng hy vọng, trí cầu vô thượng giác. Bậc trí huệ rộng lớn tức là Phật, pháp của Phật nói, muốn vì các pháp căn bản, muốn tức là hy vọng, do đó dục vọng vô trì cảnh. Nghĩa là dục vọng không bao giờ ngừng. Tham tiền tài sắc đẹp, danh vọng ăn ngon ngủ nhiều, đủ thứ sự hưởng thụ, đó cũng là muốn dục. Tham cầu tu hành, tham cầu trí huệ, tham cầu khai ngộ, tham cầu thành Phật, đây cũng là muốn dục. Muốn có sự khác biệt thượng đạt, đạt đi lên và hạ đạt đi xuống. Do đó, quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Tóm lại, cầu Phật pháp là thượng đạt, cầu hưởng thụ là hạ đạt.
Muốn vì các pháp bổn phải sinh khởi hy vọng thủ thắng, hy vọng thanh tịnh, đập chí cầu được giác đạo vô thượng. Gì là giác đạo vô thượng? Tức là cứu kính niết bàn, tức cũng là thành Phật. Phật tâm bồ đề kiên cố mới đắc được quả vị vô thượng giác. Nếu ai tôn kính Phật, nhớ báo đáp ơn Phật, người đó chọn không lìa chỗ trụ của chư Phật. Nếu như có người tôn kính Đức Phật thì phải nhớ báo đáp ơn đức của chư Phật. Báo đáp như thế nào? Tức là phải thường theo Phật học, thủy chung không lìa khỏi đạo tràng của Phật. Gì là đạo tràng? Tâm thẳng là đạo tràng. Người đó sẽ không lìa khỏi nơi trụ xứ của tất cả chư Phật. Sao người có trí huệ, nơi Phật được thấy nghe, chẳng tu nguyện thành tịnh, phải hành đạo Phật tu. Tại sao người có trí huệ thường thấy được thân Phật, lại hay nghe được Phật pháp? Đây là nguyên nhân gì? Vì tu nguyện thành tịnh. Nếu chẳng tu hành nguyện thanh tịnh, cứ khởi vọng tưởng nhiễm ô, chẳng những chẳng thấy được Phật mà cũng chẳng nghe được pháp. Phải làm thế nào? Phải đi con đường của chư Phật tu hành, thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh. Bấy giờ Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng nương thần lực của Đức Phật mà nói kệ rằng: Lúc đó phương Tây Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng làm đại biểu, nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, đối cơ nói pháp dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Ví như mắt thanh tịnh nhờ mặt trời thấy sắc, tâm tịnh cũng như vậy, Phật lực thấy Như Lai. Ví như có người họ có con mắt quang minh thanh tịnh thì nhờ ánh sáng mặt trời mới thấy được đủ thứ hình sắc, tâm quang minh thanh tịnh cũng tình hình như vậy. Tuy nhiên có mắt và tâm quang minh thanh tịnh nhưng chẳng có Phật lực gia trì, cũng chẳng thấy được Phật. Khi tâm thanh tịnh và thật tướng lý thể của Phật hợp mà là một thì mới thấy được Phật. Tâm của người tu đạo chúng ta nếu thanh tịnh chẳng nhiễm thì sẽ được Phật gia trì mới có thể thấy được Phật. Tâm thanh tịnh ví như nước trong sạch, từ phía trên sẽ thấy được phía dưới, do đó thấu triệt nguồn đáy của pháp. Nếu tâm chẳng thanh tịnh sẽ trở thành nước hỗn độn, gì cũng chẳng hiện ra, lúc đó Phật cũng chẳng có biện pháp giúp đỡ bạn. Bạn tu đạo là cảm, Phật hiện thần thông là ứng, tức là đạo lý cảm ứng đạo giao. Hiện tại nói tâm linh cảm ứng tác dụng, kỳ thật đại đồng tiểu dị, cổ đức có nói: tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định thiên vô vân. Nghĩa là nước tâm lắng trong sẽ hiện ra mặt trăng, ý định như trời xanh chẳng có mây. Tức là đạo lý này như dùng sức tinh tấn tột nguồn đáy biển pháp, trí lực cũng như vậy được thấy vô lượng Phật. Nếu dùng sức dũng mãnh tinh tấn để tu hành các pháp thì mới tận cùng được nguồn đáy của biển pháp, tức cũng là đến được nơi rốt ráo. Sức trí huệ cũng tình hình như vậy, nếu có đại trí huệ sẽ thấy được vô lượng vô biên chư Phật. Ví như ruộng màu mỡ, gieo trồng sẽ tươi tốt, đất tâm tịnh như vậy, sinh ra các Phật Pháp. Giống như ruộng màu mỡ phì nhiêu trồng trọt ngũ cốc thì nhất định sẽ lớn lên tươi tốt. Cũng như vậy, đất thanh tịnh hay sinh ra tất cả các Phật Pháp. Tức cũng là nói, nếu tâm của bạn thanh tịnh thì tất cả Phật Pháp sẽ hiện tiền. 84.000 Pháp môn không lìa khỏi một tâm niệm hiện tiền của bạn. Một niệm thanh tịnh là Phật, một niệm nhiễm ô là chúng sinh. Đừng đi tìm Phật Pháp bên ngoài, Phật Pháp sẽ hiện ra trong tự tánh. Như người được tặng báu, lìa hẳn khổ bần cùng, Bồ Tát được Phật Pháp, lìa tâm bần thanh tịnh. Ví như có người lượm được kho tàng bảy báu ở dưới đất, thì họ sẽ vĩnh viễn lìa khỏi khốn khổ bần cùng, trở thành người giàu có. Bồ Tát đắc được Phật Pháp cũng giống như được tặng báu, vĩnh viễn ra lìa tâm nhiễm ô, khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có thì trí huệ sẽ hiện tiền. Ví như thuốc giả đà tiêu được tất cả độc, Phật Pháp cũng như vậy, diệt được các phiền não. Giống như thuốc giả đà dịch là thuốc hay này trị lành tất cả tật bệnh, giải trừ tất cả chất độc, công hiệu giống như cam thảo. Do đó, cam thảo hợp các thứ thuốc mà giải được trăm độc. Thảo dược Trung Quốc phân ra quân thần tả sử bốn thứ, cam thảo là tể tướng đại thần, bệnh gì cũng trị hết, độc gì cũng tiêu trừ hết. Tánh của cam thảo rất hòa bình, bất cứ hòa với thuốc gì cũng đều hòa bình với nhau, chẳng khởi xung đột. Pháp của Phật nói giống như thuốc giả đà hay tiêu trừ được 84.000 bệnh phiền não của chúng sinh. Phật nói 84.000 pháp môn là đối trị bệnh tham sân si của chúng sinh.
Cho nên nói Phật pháp tức là toa thuốc hay, tiêu trừ được tất cả các bệnh phiền não. Chân thật thiện trí thức được Như Lai khen ngợi, nhờ oai thần của Phật được nghe các Phật pháp. Thiện trí thức là khéo giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ đắc được tri thức chánh trì chánh kiến. Chân thật thiện tri thức chỉ có Đức Phật. Ngoài ra các Bồ Tát và A La Hán, Thánh Hiền vân vân, tuy vẫn gọi là thiện tri thức nhưng chẳng được chân thật thiện tri thức viên mãn. Hiện tại trong kinh nói thiện tri thức mới là thiện tri thức chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, chẳng vọng ngữ. Thiện tri thức chẳng có tham sân si ba độc. Thiện tri thức sinh tu giới định huệ ba học. Đây là thiện tri thức được Phật khen ngợi, có thể làm sư biểu của trời người, có thể xứng đáng thọ nhận cúng dường của trời người. Nhờ đại oai thần lực của chư Phật mà được nghe tất cả pháp của chư Phật nói. Ví như vô số kiếp tài báo thí cho Phật, chẳng biết Phật thật tướng, đây cũng chẳng gọi thí. Giả sử có người ở trong vô số hút đại kiếp dùng tất cả tiền tài châu báu bố thí cho Đức Phật, nếu chẳng biết được đạo lý thật tướng của Phật, vô tướng, vô sở, bất tướng, thì đây cũng chẳng cho là bố thí. Tại sao? Vì chấp trước tướng bố thí, chỉ có phước báo sinh về cõi trời. Do đó, trụ tướng bố thí sinh phước cõi trời, giống như ngửa mặt bắn tên lên hư không, lực hết tên sẽ rơi xuống, chiêu đến đời sau chẳng như ý. Nếu nhận thức được thật tướng của Phật, tâm bố thí cũng chẳng có kẻ thí, cũng chẳng có kẻ nhận, ở giữa cũng chẳng vật bố thí. Đó là thể ba vòng đều không. Tóm lại, lìa tướng bố thí thì mới là thật bố thí. Công đức chấp tướng bố thí thì có hạn, công đức lìa tướng bố thí thì vô hạn. Vô lượng các sắc tướng trang nghiêm nơi thân Phật, chẳng phải trong sắc tướng mà thấy được Đức Phật. Thân Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, cho nên nói vô lượng các sắc tướng trang nghiêm nơi thân Phật. Những tướng tốt trang nghiêm đó bất quá là một bộ phận của thân Phật mà thôi. Bản thể của Phật chẳng phải là 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Người chân chánh minh bạch Phật pháp thì phải ở trong vô tướng mà cầu thấy Phật. Ở trong kinh Kim Cang có nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, chẳng thấy được Như Lai. Phật dùng vô tướng làm tướng, dùng thật tướng làm tướng. Thật tướng tức là vô tướng, cho nên không thể dùng sắc để thấy Phật, không thể dùng âm thanh để cầu Phật. Nếu chấp trụ vào sắc và âm thanh thì đó chẳng phải là chân chánh thấy được Phật. Nếu tại nơi sắc tướng cầu Phật thì vua Chuyển Luân Thánh Vương tức cũng là Phật, vì vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đầy đủ sắc tướng giống như Phật, cho nên không thể ở trong sắc tướng mà thấy được Đức Phật. Như Lai đẳng chánh giác vắng lặng luôn chẳng động, mà hay hiện thân khắp đầy khắp mười phương cõi. Phật đã thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên luôn luôn vắng lặng thành tịnh. Tuy Phật vắng lặng chẳng động nhưng lại hay cảm mà toại thông, tuy cảm mà toại thông nhưng vắng lặng chẳng động. Đây là đạo lý tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên, mà có thể hiện thân khắp, đây là tùy duyên. Vắng lặng luôn chẳng động, đây là không đổi. Đầy dẫy mười phương cõi, đây là tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên. Ví như cõi hư không chẳng sinh cũng chẳng diệt. Các Phật pháp như vậy, rốt ráo chẳng sinh diệt. Pháp thần của Phật đầy khắp hư không, những hạt bụi ở trong hư không, chẳng có một hạt bụi nào mà chẳng phải là nơi pháp thân của Phật ở tại đó, chẳng phải là nơi Phật pháp ở tại đó, chẳng phải là nơi mười phương hiền thánh tăng ở tại đó. Cho nên ở trong hư không đầy khắp Phật pháp tăng tam bảo, tất nhiên đầy khắp hư không, nhưng vẫn là chân không, tức cũng là trong chân không có diệu hữu. Trong diệu hữu đầy đủ chân không, do đó chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Tóm lại, chân không chẳng không mà sinh diệu hữu chẳng hữu mà sinh chân không, đây tức là trung đạo. Giống như cõi hư không cũng chẳng sinh cũng chẳng diệt, khi nào sinh ra chẳng có ai biết, khi nào tiêu diệt chẳng có ai hay. Nếu có thể đập vụn hư không ra thì lúc đó sự chấp trước sẽ phá tan. Nếu không thể đập vụn hư không thì vẫn có cái không tồn tại. Không sinh không diệt tức là bản tánh của hư không. Pháp của chư Phật nói cũng giống như hư không, cũng chẳng sinh chẳng diệt, đến lúc cứu kính cũng chẳng có sinh diệt. Bấy giờ Bồ Tát Quang Minh Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó phương Bắc Bồ Tát Quang Minh Tràng làm đại biểu
đường đại oai thần được gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quan sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ khen ngợi Đức Phật. Nhân gian và trên trời, tất cả các thế giới, khắp hiện diệu sắc thân, thanh tịnh của Như Lai. Ở nhân gian và trên trời, cùng với trong mười phương tất cả thế giới, hết thảy chúng sinh đều thấy được thanh tịnh diệu sắc thân của Phật, tức cũng là thân tướng tốt trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp. Ví như sức nhất tâm, sinh ra đủ thứ tâm, như vậy một thân Phật, khắp hiện tất cả Phật. Nhất tâm là tâm vương, đủ thứ tâm là tâm sở. Một thân Phật tức là chân thân của Phật, tất cả Phật là hóa thân của Phật. Ví như một tâm vương, sức lực có thể sinh ra đủ thứ tâm sở pháp. Do đó, chân thân của Phật, pháp thân, có thể hiện ra tất cả ứng hóa thân Phật. Bồ đề chẳng hai pháp, cũng chẳng có các tướng, mà ở trong hai pháp hiện tướng thân trang nghiêm. Bồ đề chẳng có hai thứ pháp, tức là một pháp cũng chẳng lập, bất quá chỉ là danh từ mà thôi, danh từ vốn cũng là không, cho nên nói, một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không. Vì nguyên nhân đó mà chẳng chấp trước vào bồ đề, không thể ở trong có không đi tìm bồ đề. Bồ đề cũng chẳng có các tướng, nhưng ở trong hai pháp có không, có thể thể hiện thân trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp, rõ pháp tánh vắng lặng, như huyễn mà sinh khởi, chỗ hành chẳng hết được, đạo sư hiện như vậy. Nếu thấu hiểu pháp tánh của các pháp vốn là vắng lặng, do đó đường lời lẽ đã dứt, nơi tâm hành đã diệt, là do hư vọng không thật như huyễn mà hóa sinh. Tuy nhiên do vắng lặng hiện ra tất cả các pháp như huyễn như hóa, nhưng giống như trong hư không hiện ra mây trùng trùng vô tận, ứng hóa thân của Phật cũng là trùng trùng vô tận, biến hóa vô cùng, ứng hiện không ngừng. Ba đời tất cả Phật pháp thân đều thanh tịnh, tùy theo sự ứng hóa khắp hiện diệu sắc thân. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, tuy nhiên danh hiệu khác nhau nhưng bản thể là một. Do đó, mười phương ba đời tất cả Phật đều cùng một pháp thân. Một pháp thân tức là thanh tịnh pháp thân. Sự quan hệ giữa Phật với Phật là tâm tâm tương ấn, thân thân đồng thể. Cũng có thể nói quang quang chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau, chẳng có sự phân biệt đó đây. Một vị Phật đang giáo hóa chúng sinh, tức cũng là tất cả vị Phật đang giáo hóa chúng sinh. Tất cả vị Phật đang giáo hóa chúng sinh, tức cũng là một vị Phật đang giáo hóa chúng sinh. Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Phật đều đồng thể, chẳng có khác biệt. Cũng có thể nói tất cả vị Phật tức là một vị Phật. Một vị Phật tức là tất cả vị Phật, phân chia mà chẳng phân chia, hợp mà chẳng hợp. Vì giữa Phật với Phật chẳng có sự phân biệt, cho nên chẳng có giới hạn đó đây. Phật là gì? Nói đơn giản, Phật tức là chân lý. Chân lý tức là Phật. Hiểu biết chân lý tức là minh bạch Phật Pháp. Chẳng hiểu biết chân lý thì chẳng minh bạch Phật Pháp. Chân lý là do trí huệ mà tu, do tu trì mà vào, tức cũng là có trí huệ rồi, y pháp tu hành thì sẽ thâm nhập vào thể tánh của Phật. Chẳng có trí huệ thì không thể tu hành, không thể vào thể tánh của Phật. Nhưng bạn cũng chẳng lìa khỏi thể tánh của Phật, vẫn ở trong chân lý. Ở trước có nói không thể dùng sắc tướng thấy Phật. Vậy thấy cái gì? Tức là thấy chân lý. Chân lý thì chẳng có thể tướng, tức cũng là thật tướng. Thật tướng tức là vô tướng, vì chẳng có tướng cho nên chẳng có phân biệt. Tuy nhiên vô tướng, nhưng ở trong chân không vẫn không ngại diệu hữu, cho nên bản thể không biến đổi, lại có thể tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy theo sự ứng hóa tất cả chúng sinh. Do đó, người đáng dùng thân Phật độ được, liền hiện thân Phật vì họ nói Pháp. Người đáng dùng thân Bồ Tát độ được, liền hiện thân Bồ Tát vì họ nói Pháp. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, liền hiện thân Bích Chi Phật vì họ nói Pháp. Người đáng dùng thân Thành Văn độ được, liền hiện thân Thành Văn vì họ nói Pháp. Tóm lại, người đáng dùng thân gì độ được, liền hiện thân đó để vì họ nói Pháp. Cho nên, khắp hiện diệu sắc thân để vì tất cả chúng sinh nói Pháp. Như Lai không nghĩ nói, ta hiện thân như vậy, tự nhiên mà thị hiện, chưa từng khởi phân biệt. Phật chẳng nghĩ như vậy, ta hiện thân Phật, ta hiện thân Bồ Tát, ta hiện thân Thanh Văn, vân vân. Phật chẳng cần suy nghĩ, tự nhiên mà hiện ra đủ thứ thần biến hóa, chưa từng sinh khỏi tầm phân biệt. Tại sao? Vì do thuở xưa phát nguyện lực và tu hạnh môn mà thành tựu, chẳng cần phải có bất cứ sự tạo tác gì, bất cứ có việc gì khó khăn đều ghi nhận mà giải quyết.
Pháp giới chẳng khác biệt, cũng chẳng chỗ y chỉ, mà ở trong thế gian thì hiện vô lượng thân. Phật ở trong Pháp giới, đối với trong mười phương thế giới, cảm thấy chẳng có sự phân biệt. Nhận rằng một thế giới tức là tất cả thế giới, tất cả thế giới tức là một thế giới, tận hư không khắp Pháp giới hết thảy thế giới, đó đây chẳng có sự phân biệt. Pháp giới cũng chẳng có chỗ y chỉ, Pháp thần của Phật cũng chẳng có chỗ y chỉ. Tuy nhiên chẳng có chỗ y chỉ, nhưng ở trong thế gian vẫn thị hiện vô lượng vô biên thân. Thân Phật chẳng biến hóa, chẳng phải chẳng biến hóa, ở trong Pháp không biến, thị hiện hình biến hóa. Thân Phật vốn không thể dùng sắc để cầu, nhưng không thể lìa khỏi sắc mà có thân Phật. Thân Phật chẳng phải biến hóa, nhưng không thể lìa khỏi sự biến hóa đi tìm Phật. Chẳng biến hóa tức là chẳng biến, tức là chân như tức là Pháp thân của Phật. Pháp thần thì chẳng biến, tuy nhiên chẳng biến nhưng hay tùy duyên, tất nhiên tùy duyên, không thể nói nó chẳng phải biến hóa. Và trong Pháp chẳng biến tùy duyên, mà thị hiện có hình biến hóa tùy duyên. Ví như có người ban đêm đi đường, ở xa phía trước có một khúc gỗ, vì nhìn chẳng rõ là cái gì, cho nên sinh ra tâm nghi hoặc, ồ đó là người chăng? Người có trí huệ thì mắt rất sáng suốt, nhìn thấy rõ ràng mới nói với họ rằng đó chẳng phải là người. Người ngu si đó lại hỏi, đó chẳng phải là người, vậy chắc chắn là quỷ. Vốn là một khúc gỗ mà nghĩ tưởng là quỷ, chúng ta có biến kế chấp tánh, nương nó khởi tánh, cho nên sinh ra đủ thứ vọng tưởng. Nếu minh bạch đạo lý này thì sẽ minh bạch thân Phật là biến hóa tùy duyên, tùy duyên biến hóa, cho nên bốn câu kệ này mới nói như vậy. Thân Phật chẳng biến hóa, chẳng phải chẳng biến hóa, ở trong Pháp không biến, thị hiện hình biến hóa. Chánh giác không thể lường, Pháp giới hư không thảy, sâu rộng không bờ đáy, đường lời nói đều bật. Chánh giác tức là Phật, Phật rốt ráo có bao nhiêu, có nhiều vô lượng, vô biên. Nói tóm lại, có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu Phật. Tại sao? Vì chúng sinh tức là phân thân của Phật, Phật tức là bản thể của chúng sinh. Phần già thì vô lượng, hợp lại thì là một, cho nên chúng sinh với Phật chẳng có sự phân biệt. Phật là Phật của chúng sinh, chúng sinh là chúng sinh của Phật. Vậy chúng sinh làm thế nào có thể thành Phật? Trước hết phải trừ sạch tham sân si, phải sinh tu giới định huệ. Ai ai cũng đều có tâm tham, tham mà không biết chán, tham cầu chẳng được thì sinh vô minh, vô minh khởi lên thì có phiền não, có phiền não rồi thì lý trí khống chế chẳng được tình cảm, thậm chí mất đi trí huệ, bèn tạo ra những việc ngu si, cho nên gọi là tham sân si, là ba độc. Tham đó bao gồm đủ thứ sự mong muốn hy vọng, hoặc tham danh lợi, hoặc tham phú quý. Sự tham đó chẳng có lúc nào biết đủ. Tham dục đó từ đâu đến, tức là từ trong sự ích kỷ mà sinh ra. Nếu chẳng có ích kỷ tác quái, thì chẳng có tầm tham dục lớn như thế. Chẳng có tham dục lớn thì chẳng có phiền não lớn. Chẳng có phiền não thì trí huệ sẽ hiện tiền. Lúc đó chẳng còn ngu si nữa. Chúng ta tu đạo tu cái gì? Tức là sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Giới là phòng ác ngừa quấy, tức cũng là không làm các điều ác, làm hết các điều lành. Lại thường tu định thì sẽ sinh ra trí huệ. Do đó, do giới sinh định, do định sinh huệ. Có trí huệ rồi thì sẽ phá tan vô minh phiền não. Tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì có tham sân si, chưa thể sinh tu giới định huệ. Phật ở trong vô lượng kiếp sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, tu hành từng chút, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tinh tấn tu hành, mới ngồi ở dưới cội Bồ Đề thành Phật. Phật với chúng ta chúng sinh đều giống nhau, nhưng vì Phật trừ khử sạch tất cả mau bệnh, tất cả tập khí chẳng còn nữa, cho nên mới thành Phật. Chúng ta người tu đạo nếu trừ khử sạch các mau bệnh, chẳng còn tập khí, thì cũng sẽ sớm thành Phật. Phật cứu kính là gì? Phật là người đại giác ngộ. Ngài biết rõ đạo lý, ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Cho nên cực lực đề xướng sự tu hành, biến vô minh thành quang minh, biến phiền não thành bồ đề. Phật khổ nhọc thuyết pháp 49 năm, dạy dỗ chúng sinh ngu si, buông xả tham sân si, thì sẽ có sự hy vọng thành Phật. Phật chẳng phải truyền lợi, chẳng phải độc quyền, mà là bình đẳng, vì ai ai cũng đều có thể thành Phật. Phật ở dưới cội bồ đề, đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo. Câu thứ nhất bèn nói, lành thay, tất cả chúng sinh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng đắc.
Do đó, có thể biết chúng ta cũng là một loài chúng sinh, cũng có tư cách làm Phật, cũng có cơ hội thành Phật. Phật và chúng sinh đều bình đẳng, bất quá Phật đã đắc được đại trí huệ vốn có, mà chúng ta chúng sinh chưa đắc được, vẫn còn ngu si như vậy, vẫn còn chấp trước như thế, vẫn điên đảo như vậy. Thật là đáng thương xót, nếu chúng sinh hồi đầu thì sẽ được cứu. Do đó, biển khổ không bờ, hồi đầu là bến. Phật ban đầu tu đạo là từ con người mà tu hành. Ngài nhẫn những điều mà người khác không nhẫn được. Ngài chịu đựng những điều mà người khác không chịu đựng được. Ngài nhường những điều mà người khác không thể nhường. Ngài ăn những thứ mà người khác không thể ăn. Tu đủ thứ sự khổ hạnh, cho nên mới siêu hơn tất cả mọi người, trở về nguồn cội, khôi phục lại trí huệ vốn có. Khi thuở xưa Phật tu đạo Bồ Tát thì xả mình vì người, từ bi cứu những chúng sinh khổ nạn, đã từng xả thân cứu cọp đói, lóc thịt cứu chim ưng, hành khổ hạnh người khó làm được. Vì người mà phát tâm tu hành, sau trở thành A-la-hán, về sau tu hành lục độ vạn hạnh Bồ Tát đạo, cứu giúp tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, ban đầu đắc được tự giác, tức cũng là tự mình đắc được đại trí huệ, sau đắc được giác tha, khiến cho họ cũng đắc được đại trí huệ. Tự giác giác tha đều tu đến lúc viên mãn thì sẽ được giác hạnh viên mãn. Ba thứ giác này viên mãn rồi, vạn thứ đức hạnh cũng đầy đủ thì lúc đó sẽ thành Phật. Phật tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên xưng là bậc đại giác ngộ, tức cũng là bậc đại trí huệ. Mỗi vị Phật đều do chúng sinh mà thành tựu, vì chúng sinh có nhiều vô lượng, cho nên Phật cũng không thể lường. Phật tức là chúng sinh chuyển thân lại, Phật là người thấy rõ tâm tánh, biết sinh như thế nào, biết chết như thế nào, sinh từ đâu đến, chết đi về đâu, đây là chỗ Phật với chúng sinh khác nhau. Chúng sinh quá ngu si, sinh ra chẳng biết từ đâu đến, chết rồi chẳng biết đi về đâu, hồ đồ mà đến, hồ đồ mà đi, ở trong thế giới này chẳng phải tranh danh thì tranh lợi, bận rộn bôn ba một đời chẳng biết vì ai hạnh khổ, vì ai mà bận rộn, khi sớm muốn minh bạch thì lại chết đi, thật là đáng thương. Pháp thần của Phật với cõi hư không đều giống nhau, cũng có thể nói hư không pháp giới lớn bao nhiêu thì pháp thần của Phật cũng lớn bấy nhiêu. Do đó tận hư không biến pháp giới, pháp thần của Phật nói sâu thì chẳng có đáy, nói rộng thì chẳng có bờ mé, nói rốt ráo thì Phật như thế nào cũng nói không ra, đường lời lẽ đã dứt, không có cách gì có thể hình dung. Do đó đường lời lẽ đã dứt, nơi tâm hành đã diệt. Tóm lại pháp thân của Phật đầy khắp tất cả mọi nơi, Như Lai khéo thông đạt tất cả nơi hành đạo, pháp giới các cõi nước chỗ đến đều vô ngại. Phật khéo thông đạt tất cả đạo lý, Phật hành đạo ở tất cả mọi nơi, giáo hóa tất cả chúng sinh trong pháp giới hết thảy các cõi nước chư Phật, đến đi tự do chẳng bị hạn chế, muốn đến cõi nước nào thì đi đến cõi nước đó, tuyệt đối chẳng bị chướng ngại gì. Tại sao? Vì pháp thân của Phật là vô tại, vô bất tại, chẳng có một nơi nào mà chẳng phải là chỗ sở tại của Phật, cũng chẳng có một nơi nào là chỗ sở tại của Phật.